Rồi, xin chào các bạn ha. Bữa nay mình cập nhật lại cây hoa giấy Mỹ cho các bạn xem ha. Nay thì mình quay lại cái thành quả của mình. Đã cắt đầu bán sau 2 tháng rồi các bạn. Cũng hơn 2 tháng rồi đó. Các bạn thấy hôm nay nó tàn rồi cũng đều rồi ha các bạn. Bông rất nhiều ha. Nè, những cái đùm bông của nó nè các bạn. Đó. Đùm bông rất là nhiều ha. Thì hồi trước mình trồng thì nó cũng le que có vài nhánh nè các bạn. Rồi sau mình cắt mình đậu bán thì cũng được 2 lần, thì nay nó cũng ra rất là nhiều nhánh. Thì mỗi nhánh của nó đều có bông hết nè các bạn. Đó. Nay mình quay cập nhật lại cho các bạn xem. Rất nhiều bông ha các bạn, mỗi ngọn đều có bông hết, ngọn nào cũng có hết. Thì mình cái này mình cắt tỏ bán rồi mình chỉ bón phân thôi các bạn, với lại mình tưới nước đầy đủ thì cây nó ra rất nhiều bông. Mà các bạn thấy không, cái ngọn của nó nè, những cái mầm bông này rất nhiều các bạn. Đây nữa nè, mầm bông rất nhiều. Đây mầm bông đây, đây nhánh của nó là ngọn của nó, mầm bông nó đi theo luôn đó các bạn, đi theo ngọn luôn á. Mầm bông rất nhiều ha. Bông rất là nhờ, cái đài bông rất là dài ha các bạn, cả gang tay á, mà nó còn giả bông nữa nè, nó chỗ cả gang tay, hơn một gang tay rồi mình hôm nay còn nữa nè. Còn mấy cái này thì nó còn đang tạo mầm hoa, nó cũng đang ra tiếp. Này hơi ngắn. Rồi, video mình cập nhật cho các bạn xem đến đây xin kết thúc ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Rồi, xin chào.